thân mà. Khoa đâu rồi các bạn? Đấy à. Em 48. Mày đấy không? Không, 48. Ủa, sao vậy em quen quen với người ta? Hả? Ủa? Mày có biết tivi không? Không phải. Trời ơi. Lâu lắm mới được gặp anh luôn á. Dạ. Anh còn gặp anh trên mạng không mà. Đúng không? Hôm nay chị gặp anh có gì chú có thích anh một lần không? Không, 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 nếu anh thua thắng thì sao? Nếu anh thua thắng em cách tặng anh thùng bia. Đúng rồi, tặng em một thùng bia. Anh làm sao nè? Anh đưa em gì? Anh lừa anh đưa em cái gì nè? Nếu em chơi lớn vậy, nếu mà em thua mà được mà thắng anh á, anh sẽ cho em 5 triệu. Gì đâu? Cứ chắc nha. À, dạ, để em chơi cho nha. Giờ là chắc bia bên thua quá. Đúng, cái cuộc đấu này thấy nó không có tâm sức hơn rồi. Một người mà cười bằng nắp bia, một người mà cười bằng cái đồ khôi. Tất nhiên rồi, đã rồi thách thức đúng không chị? Thách thức là anh phải khó hơn em rồi đó. Đúng rồi, thách thức. Nhưng mà anh bằng ngang chơi nha, anh chưa có làm gì. Sao anh chơi được hả? Đúng rồi. Cô ăn chơi ngang nha. Nha, cô ăn chơi ngang nha. Cái bụng không? Cái bụng không? Cái bụng không? Ok, chấp nhận luôn nha. Bây giờ mình tắt là nhiêu tay lên ta? Bây giờ thì em 10 anh 10 đi. Ai mùa, ai chấm dứt nữa hả? Được rồi. Anh thấy là nên thêm 1 chai tới là 21 đi. 21 anh à? Là ai 11, ai 10 là người thắng đúng không? Ai 11 thắng. Rồi. Có nắp bia không? Nắp bia hả? Bây giờ em có 1 chai nắp bia cho anh nha. Em bây giờ thì... Em có nắp chai ra lấy nắp bia. Không, ai có nắp bia anh ơi. Dạ, giờ nó bia nha. Rồi. Được không? Anh không? Ok, nó bia rồi hả? Em không còn đầu cuối em đâu. Cái cuối đầu cuối tay vô là nè. Mọi người thấy cái này ai thắng? Thôi bây giờ cho anh khui, khui thử một chai nha. Dạ, anh thử đây. Rồi, rồi anh lấy cái nắp này luôn nha. Rồi, sao anh vậy? Bây giờ mình sẽ cắt 21 chai lên đúng không? Cắt 21 chai lên. Bây giờ mình chờ đồ ở đây, hai anh em mình đưa nha. Ok. Ok anh luôn. Ta cớ mới là cuộc thi đấu là không tâm sức à? Thì đã là công, đã là thi đấu đúng không anh? Đã là thử thách mà. Anh đưa tiền ra trước luôn nè. Rồi. Đây hai chai em 21 chai nha. 5 triệu luôn hả? Wow, chị nhiều quá anh ơi. Thắng lương em không? Đó, thắng lương của em luôn rồi. Thắng lương của em có 4 triệu mấy hả? Thắng lương của em rồi. Trường lớn à? 3, 8 nha. Rồi, thắng bây giờ anh sẽ nếm giùm anh một hai ba nha. Em vừa trước ạ.
Nếu mà đây không có tiền phải không? Ngon 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 quá. Cái gì? Cái chưa, cái chưa. Đang đó, đang hóng đó. Đó nghe. Anh bây giờ mới anh đây. Không bao giờ mấy anh đến giờ mà anh đây. Đang đi em 23 mà 23 mà đi. Thấy được thấy giảm này. Để coi nha. Rồi rồi. Quá gì? À, công thức đang tiến canh thương nha. Em ơi, kéo lên. Cố lên, cố lên. Cố lên. Video mình nhớ like subscribe đăng ký cho mình để kiếm lại 5 triệu mọi người ơi. Kiểu là em xin lỗi nặng lắm. Cảm ơn anh nhiều nha. Trời. Hả? Bây giờ tối subscribe. Đăng ký bấm chuông giùm em nha. Thôi bye bye mọi người, hẹn mọi người gặp lại clip sau nha. Bye mọi người nha.